Hôm nay lần đầu tiên lái xe hơi lạ dò quá trời luôn, đạp hai cái đạp qua đạp lại lập lộn tới nơi tới lui tùm lum tùm la hết trơn á. Nói nghe nè. Gì? Mày ở Sài Gòn bản số này xe ai mà mày nói mày đạp xe hơi? Xe tôi mua đó, mới mua đó. Bản số này tỉnh nào vậy? Tỉnh nào? Dạ nói giỡn cái thôi cho mọi người nghe. Dạ hai chị em bữa nay có một cuộc hẹn gặp đối tác. Tại đối tác? Đi ký hợp đồng buổi sáng đúng gì rồi, đó. Ký hợp đồng rồi, rồi, cho lão. Mọi người. Dạ nói giỡn vậy. Nói giỡn vậy thôi chứ hai chị em là đi đến Lan Quế Phường. Tên 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 tên. Địa điểm đó chính là ngày xưa đó mọi người, hai chị em có phục vụ ở đây. Và ngày bây giờ thì kinh doanh khác đó chính là phở gà Bé Đạt. Địa chỉ là 258A Nguyễn Tiểu La. Xin mời mọi người mình cùng em với lại Bộ Nhi đi vào quán nha. Trời, đây sẽ là cái địa điểm rất là quen thuộc. Phan. Cái gì vậy? Idol. Nói nghe là má lấy lọc đi má. Bữa nay mùng 1 nè, vuốt ông địa đi. Nhiều khi tối nay có là có tài có lộc. Ông địa, ông địa cười vui vẻ luôn. Đó trời ơi. Có tiền. Dính công hành. Trời ơi ghẹo bả hoài. Hồi bả dạ, chửi. Dạ đây là gì trước nha cả nhà nghe. Đó là thật thì mọi người coi clip và thấy gì trước ở trên mạng rất được anh chị em yêu quý nè, cũng như là bà con bên nước ngoài. Thì bây giờ thì bà sẵn ở đây có gì trước ơi, ăn gì chưa? Chưa. Chưa cho đây hoàng với con nha. Gà. Bò nha mọi người. Đầy đủ hết tất cả các loại nha quý vị ha. Vì trước ai vì trước ăn được gì nè? Phở cái trứng. Phở cái trứng là một cái hay là nhiều cái? Một cái. Một. Dạ rồi anh nào chị ngắt giùm em cái trứng mà nhỏ xíu trong đây, cái chùm bự này. Một cái trứng nhỏ xíu cho bà chất nó nghe. Ừ nó bán cho bà là mấy đi. Mấy cái trứng. Bà thích như vậy đó. Một trứng thôi hả? Một trứng thôi đúng không? Bà lớn được không? Nhỏ đây hả? Nhỏ là cỡ nào vậy chứ? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi trời. Sao mà sao hồi sáng giờ cứ mới ra mặc đồ làm đó. Rồi giấy số còn không được rồi. Trời ơi nhiều quá vậy chứ. Bán hết không vậy chứ? Ý là nhiều quá không sợ gì chứ ế nè ngó đâu. Trời ơi cái miệng quá trời mới sáng sớm con này. Trời ơi cái miệng phải chữ đó hả? Ý là hôm giờ bữa nay gầm con phát từ thiện ngượng tờ nha. Tè hả? Trời ơi. Trời tôi mới mời. Tôi mới mời ăn phở đó trời. Tôi mới mà. Đeo huy chương cho đi. Đó huy chương nè. Đâu đây ơi. Ta coi đi coi. Ta coi ta mua giùm cho. Với số gì mà có một số rồi ai mà mua. Ủa là sao anh là một nguyên một lốc luôn á hả? Một lốc luôn, một số bột à. Đó giống nhau y chang. Đó từ số 0 tới số 9 rồi à. Bây giờ bữa nay gầm thôi mình làm từ thiện đi về trước coi. Cho người ta hết đi chứ bây giờ. Ê, cái này là có người trúng có người giật nha. À. Tại vì từ ở đầu có số 1 à. Số 9 nha. À, rồi số 2 số 3 đâu? Rồi tự nhiên cái này số 0 tới số 9 rồi số 2 số 3 người ta đâu? Số 2 số 3 dưới nè. Đó. Rồi số 4 đâu? Đó nè. Rồi có số 5 có người tờ lỡ người ta cái này ta trúng 10 tờ cái này ta trúng tờ rồi sao? Bả trúng đó má. Đó nè, sao không để dành lại đi nè, bỏ vợ. Ừ đó, bỏ vợ đi. Đúng rồi, còn có số 1. Còn có số lẻ đó nha. Rồi menu quý vị ạ. Rồi có dạ. Menu luôn. Wow. Đây có hết thể là 5 loại phở, 6 loại phở nha quý vị nha. Phở gà, phở cánh gà, phở cánh, phở đùi, phở bò viên, phở tái và ở đây đặc biệt là phở gà rút xương. Đó và giá rất là rẻ, hữu nghị 45.000 một tô. Quý vị có rảnh thì ghé qua địa chỉ ủa có khi nào để vậy là 258 Nguyễn Tiểu La nghe nè. 45.000 một nồi vậy? Cũng được. Bên đây là 45.000 nhưng mà bên đây mình ăn thêm là nó có dao động từ 50 tới 60.000 nha. Vậy trước ăn gì nè? Bây giờ nó nghe nè. Anh này anh đòi một nồi lận giờ bà tính làm sao? Một nồi hả? Ừ. Một nồi thì hai chị em phóng vô cái nồi luôn. Không có giờ thí dụ bên một em một nồi thì bên em mất có nồi lẩu thái anh ăn không? Trời ơi. Đem ăn phở mà lỗ mãi gì vậy? À. Giờ ăn gì nè, chứ ăn gì nè? Chứ ăn gì? Ít phở thôi nha. Ít phở. Ít phở thôi nha. Một con gà. Không. Không. Gà ăn. Nguyên một con. Thôi, một cái trứng nhỏ. Một cái trứng nhỏ là có ba lớn. Hay là bọng ba lớn. Trời ơi. Mê thằng Lâm rồi hay gì? Trời ơi, tầm bậy quá. Cũng ly nhung mà, cứ bê thằng Lâm gì cũng ly nhung. Ủa sao đeo có chút vậy? Nó trong lẻ mà không còn vậy. À, hai chiếc rồi. Đi mua đồ chai cho Lâm giờ. Sao bà quan tâm quá vậy? Ờ, chuyện gia đình ta mà. Ghen phải không? Hay ganh quá à. Sân si quá vậy? Mà đồ làm mà sân si quá vậy? Ê! Ê! Trời ơi! Bà hốt luôn. Giá số này bán chiều chúng tôi cùi.
cái ta bóc lại rồi bữa nay gầm mà chụp vô vậy rồi bán vé số cho người ta. Gửi đài đi. Đó. Gửi đài. Có làm được không? À mình kêu phở đi để cho bếp làm nè. Dạ rồi cho em ít bánh luôn. Dạ. Ít bánh luôn lấy cho em phở gà. Cho em tô phở phở hơi phở. Ít bánh thôi nhé. Bên kia đi anh, bên kia đi cái ít ít thôi. Chào. Phở gà. Ghẻ. Phở gà xé đi. Phở gà xé dễ vậy. Không ai chưa. Bên đường. Dạ hiện tại quán bây giờ phục vụ từ sáng đến chiều tối nha mọi người nha. Tối thì mình có thể thưởng thức món cá viên chiên của chị Vũ Đông Phương này. Sẽ nghe nói là chị Phương nói là ở đây rất là ngon cho nên bây giờ hai chị mới ra đó mọi người. Vé số thì chiều của bạn. Ủa ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ sáng cho đến chiều tối còn vé số thì mình. Từ sáng tới 9 giờ tối. Vé số thì 12 giờ. À là bán phở. Dạ đúng rồi, vé số thì 12 giờ đêm bán tại đây nha. Có nước rồi có. Mua xong sáng dục chứ đâu có trúng đâu. Rồi vé số bán sáng là chiều không có mua, không có bán nữa nha mọi người ơi. Bán bên 12 giờ đêm ủng hộ lên cái gì là sao tại sao ủng hộ lên à là nói gì không hiểu luôn bà nói chuyện tâm linh quá ha dòng đem nhập hả nói chuyện tâm linh kìa về hả có bối vô mày à tụi em có dùng gì không nước dùng nước hả nước giải khát coca đi em cho em trà đá thôi. Ủa chú uống gì vậy? Pepsi. Wow, Pepsi. Pepsi. Ủa mà tiểu đường mà sao uống nước ngọt? À. Uống suối nè. Trà đá đi. Uống gì Pepsi vậy? Lấy bột lóc. Kỳ vậy. Bột lóc đó không gì chứ. Coca luôn à. Coca Pepsi hết Coca uống xịt tiền nha. Không luôn má. Rồi hết đó rồi làm ly nước đường đi. Lấy đổ đầy đi nước đường rồi uống được rồi. Thật sự mà đó. Cái gì vậy? Mời dẫn cho đi làm nè, chịu không? Mày làm không? Đẹp làm mà, làm tôi đẹp mà. Cái này, cái này nêu chị Ngọc Ngô, quận 8 làm đẹp lắm. Làm móng tay vậy đi, là ai mà cái số không trả tiền á, lấy quà mặt ra. Trời ơi, xúi gì kì. Ai chứ bảo quà thiệt đó. Rồi cái trứng, ủa lấy lại đi, chị trước ăn một cái trứng thôi, nhiều trứng quá chị trước không ăn nè, được. Cái trứng nhỏ xíu này nè. À, một trứng thôi đúng không chị trước? Cái trứng nhỏ xíu rồi đúng không? Trứng vậy bằng trứng gián lắm. Trời ơi. Trời ơi. Rồi gửi trước cái đũa nè. Rồi ăn trứng gián lắm hoài vậy. Quá trời luôn. Rồi. Đũa này em ơi. Giỏi à. Đũa đi em. Quán bán từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối nha mọi người nha. Đặc biệt thì chiều tối mình ra, mình thưởng thức phở gà rồi sau đó mình ăn cái viên chiên của chị Vũ Đô Phương nha. Đặc biệt là có gì trước bán vé số rất là may mắn mọi người, khi mà tối mình mua sáng mình dục cái giò không bao giờ trúng hết trơn á. Thấy chưa, khiến á má. Cái nghiệp á, cái nghiệp của bà đó mà bán vé số không bao giờ trúng hết trơn á. Có thấy ai trúng ai là đội chưa? Ai đâu, từ đó tới giờ ai đâu bằng chứng nào. Anh Đạt bán phở đội. Trời ơi. Anh Đạt đâu? Có anh đẹp trai đó. Anh Đạt hả? À anh Đạt trúng nhiều. Ai biết. Làm bộ đổi bà có giấy số giả cái gì đó. Mà nói có trúng. Nói có trúng anh Đạt là có trúng đâu. Nè uống miếng lấy hơi cái đi rồi dứt nè. Em gửi em một câu hỏi. Dạ rồi. Mời cả nhà cùng ăn. Đây phở rất là ngon. Rồi ngồi xích vô mới ăn được chứ. Có ăn gạo đây con lặt gạo cho. Không, nhắn đâu nhẹ. Nè, có ủa cái này cái gì găng này mà găng gì mà không găng nhai. Nè có ăn gạo không? Ăn không được hả? Nè lặt vậy nha. Ơi. Thôi nè bỏ vô nguyên cộng luôn. Rồi xong rồi. Đây để lặt rau nè. Nước phở ngon nha quý vị nha. Này ăn xong nhịn qua ngoài vậy bà Nhi. Trời ơi. Thợ mê ổng má má nãy giờ môn á. Ây dạ. Đúng luôn. Đúng qua kêu ngồi nè. Trời đâu. Qua anh kêu ngồi. Chứ ăn cay được không? Chứ ăn cay được không? Không à, chị ơi cho em chén ớt đi trời, đổi vô đây nha. Sao vậy? Để vô đi, nó bình thường à, nó ngọt. Đây. Đây ở đây có con hiểu ý chứ rồi phải không? Đó. Ăn phở đi quý vị. Hết ớt rồi. Nó bỏ gì với gì giống già đó. Trời ơi. Đấy. Đâu có chưa ăn đâu. Đang ăn, đang uống, ăn vô mà nó cái gì mà nó bay tầm bạ rồi. Chưa ăn. Rồi có ăn nước chay không? Đâm ăn hủ tiếu đi đâm. Ở đây bán phở kìa, ăn hủ tiếu. Ăn gì? Đi nhúng. Lấy đồ xào chai cho chồng. Rồi xếp vô. Thôi ngồi vậy đi. Rồi vậy sao ăn?
ăn gì? Ăn của anh Lâm mà ăn cái gì nữa? À, bộ Nhi với lại của anh Lâm kìa. Được rồi thử dùng cái nước chấm nè, rất nước ngon. Chấm này là của nước quán mắm. Làm luôn á em, nước chấm đặc biệt luôn á nha. Nước rất là ngon. Rồi. Nước chấm này, nước mắm kẹo nha. Ngon lắm quý vị. Để dành chấm những thịt gà trứng. Chấm trứng của anh Lâm. Trứng của anh Lâm là bự hay nhỏ? Cái gì mà trứng của anh Lâm hoài vậy gì chết? Ủa thí dụ lỡ mà người ta mà làm biến ra đây rồi người ta đặt app hay là gọi số điện thoại nào có không? Không, ở đây là trên của trang Gỡ Gà nó có một cái fanpage là khách có thể đặt, có thể vào tận nơi luôn nha, mà bị ship từ 2 cây trở xuống. Từ 2 cây số anh? 2 cây số cho nó bị ship. Ờ anh bấm app gì? Ủa web gì? Cái của trang fanpage của Phở Gà Bé Đạt. Phở Gà Bé Đạt nha quý vị. Là khi mà mình ở nhà quý vị ngủ dậy hoặc là mình làm ở văn phòng, ở nơi làm việc mà quý vị có nhu cầu sử dụng phở mà mình không ra đây ngoài đây được, hoặc là sợ nắng nôi này kia rồi đó, mình có thể gọi qua số hotline trong vòng 2 cái số sẽ free ship. 0969 08 08 0960 0969 08 0838. Đúng rồi. Rồi, đầy đủ số điện thoại nha quý vị nha. Mấy anh YouTube giúp em để số điện thoại nhỏ nhỏ dưới để cho khách hàng của mình nó có thể là liên lạc để sử dụng ra cái món ăn rất là ngon. Không mà ngon thiệt. Cái này vừa là... ăn. Ờ đừng có ăn cái đó. Trời ơi trời. Trời ơi đang ăn mì trước. Trời ơi. Trời ơi. Bà cố. Trời ơi. Sao bà đổi vậy? Đây. Sao vậy? Đây là cái nước chấm là sao được hả? Thấy sao bọn Nhi? Ngon anh. Nước chấm này là nước mắm này là phải nấu. Đặc trưng đặc biệt của quán nha. Nước mắm kẹo. Quán tự nấu nha, tự làm nha. Thường thường mọi người đi ăn phở thì nó sẽ có cái tương. Đúng rồi. Tương ớt, nhưng mà đặc biệt riêng ở quán Phở Gà Bé Đạt thì nước chấm là tự quán pha chế nha mọi người. Đúng. Cho nên là mọi người hãy đến đây ăn thử một lần đi, là để mình cảm nhận được cái hương vị như khi tụi em nói là cái mình nói là con này nó tạo được không có. Nó rất là đặc biệt, nó giống như là nó không có hòa lẫn được với những cái tiệm khác đó mọi người. Trời ơi. Đó Quỳnh, thường là đi ăn những quán phở khác á là ta chỉ có tương ớt, tương đen thôi đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi tương ớt, tương đen cho tới thôi, nhưng mà cái này là đặc biệt của quán là nước chấm này là quán tự làm luôn á. Rất là ngon. Vừa ăn vừa miệng điều tai. Ở trời, vừa miệng điều tai. Chưa gọi sát vô. Mình điều tai đó là mình gấp điều tai lên đó quý vị. Mình gấp điều tai. Ủa lấy hàm răng đi chứ, đâu vậy anh Hoàng? Đâu hàm răng đâu? Rồi hàm răng rồi. Trời ơi. Đang ăn giữ chừng gỡ. Đây bỏ vỏ đây, giữ giùm cho nè. Bỏ vô không mắc đâu. Hàm răng. Bỏ hở bạn cấp hàm răng của bạn đó má. Đây chứ bỏ vô đi gì chứ. Chết. Ngon không? Vậy. Gì vậy? Trời bỡ người ta ngon vậy mà. Dạ mà sao bà lùa vậy? À, bơi quá trời luôn. Dữ quá. Bà chỉ chở đây mà bà ăn thêm tô nữa đúng không? Dở lắm mọi người. Không buông đũa luôn nha. Không buông đũa luôn. Thì. Cầm đũa hoài luôn. Nè uống miếng nước đi. Dạ. Ê, bà quá. Trứng lâm hoài luôn thiệt. Trời ơi, trứng buông lâm hoài. Anh Lâm có cho chị Chức thấy gì chưa mà trứng lâm hoài vậy? Bữa nào anh dẫn gì Chức đi nhậu đi. Sao mà quẹm bá luôn. Nè uống miếng nước cho nè. Cho anh đi trà đá đi em vừa. Em vừa. Tên đẹp, cái tên em vừa. Cái tên gì mới đẹp? Tên Cu Đỏ. Cu Đỏ sự luôn. Tên bà đẹp quá ha. Tên mình tên gì? Vào không có khi nào mà thức sớm đi. My. My là Diễm My là thầy em nội đi giải cứu á hả? Ủa thì ra là Diễm My đó hả? Là Diễm My rồi hả? Gặp thầy em nội chưa gì chứ? Quen trốn ra nào? Có quen không? Dán ăn hết đi rồi xíu nó xe 16 là chở đi núi trước Trang Gia Lào mình nó chở mình ăn nữa. Là bộ lên núi á nha. Nói là quán có gì Chức lại ủng hộ á là tặng cho Chức một chuyến đi dưới Trang Gia Lào á. Chút nữa xe lại rước đi nè. Sao vậy? Ăn trứng của anh Lâm đi. Ăn trứng đi. Thật sự là phải nói là coi clip ở trên mạng mọi người của Chức rất là vui. Bây giờ mọi người tôi thấy gì Chức ăn vậy á, thấy cảm giác mà thèm thuộc mọi người. Không buông đổ luôn. À ngon vậy Chức.
gạo là chín lành lắm nè. Trời ơi, chín lành mấy ngon. Đó. 8 x 10 mọi người. 258A Nguyễn Tiểu La. À, ở nhà mà bất tiện về nấu ăn nấu nướng rồi có đặt ở trên số điện thoại đó nha mọi người. Đó, 0969 080838 nha. Đó, bà chơi dở kìa, bà húp kìa. Trời ơi, quá trời rồi. Sạch ơi. Tô. Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Giống như bị mẻ vậy trời. Đó. Tôi làm căn trên còn không có nuốt luôn rồi trời. Rột rột rồi nó. Trời ơi, dở. Dở rồi trời. Không có chơi bổn. Chết là không có chơi bổn. Không có chứ. Còn mấy cái trứng này chết. Trứng lành cứng quá. Sao? Cái gì? Trứng con lầm cứng quá à. Anh Lâm này không biết thiệt à. Không biết anh Lâm này anh làm cái gì mà sao gì trước cứ nói trứng này trứng kia. Chắc Lâm thì đâu lét mà gần Lâm phải không? Không. Thì trước có biểu hiện là ghen với anh Lâm nha. Ghen đúng không? Chứ sao hồi sáng giờ cứ nói là Lâm đi ăn với Phi Nhung này kia nọ, trong khi chị Phi Nhung người ta hiền muốn chết luôn. Kìa mới ngủ nhau kìa. Có đâu mà thấy không? Mà thấy người ta ngủ không? Thấy. Thấy hồi nào? Ngủ hồi nào? Mấy giờ bà thấy hồi mấy giờ? 10 giờ. 10 giờ là mấy giờ? 10 giờ sáng hay 10 giờ đêm? Cũng biết Phi Nhung bỏ bám rồi. Mà 10 giờ sáng hay 10 giờ đêm? 10 giờ đêm. 10 giờ đêm mà tối tôi ra đây tôi thấy bà người ta cho giấy số rõ ràng mà nói 10 giờ đêm mà thấy ngủ là ngủ ở đâu? Đó, thấy không? Bà vừa bà cũng làm bé hả? Trời ơi. Miệng mà quá trời luôn á. Bà nói gì cũng được hết luôn á, bà chết. Này nó tóm lại là nói cho khán giả nghe thử câu ơi, ngon không vậy? Dở. Trời ơi. Dở. Dở mà bà đùa ghê quá vậy. Không biết không. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời, thiệt tình. Từ từ ăn thôi, biết nó ngon rồi, ăn từ từ thôi. Trời ơi. Là vậy thôi hả? Xong rồi đó, ăn xong hết trơn à. Ăn hết trơn rồi, bà kêu dở quá. Chết với ăn được, ăn dở quá, mà chết với ăn được nhiêu đó nha mọi người. Nhiêu đó thôi hả? Đó, nhiêu đó thôi. Đi đâu về xe đâu được. Trời ơi. Đã nói chúng tôi xe 50 chỗ rồi. 16 chỗ mà băng mình đi à. Có mấy anh YouTube với lại mấy chị mình đi núi chứ Trang Gia Lào. Đó. Bây giờ chứ phải lội đây từ đây lên tới đỉnh núi xong rồi là mới có cá thả xuống nha. Đi 8 ngày 7 đêm á. Cá rồi lấy đâu. Cái gì vậy? Hở ra hở. Trời ơi. Cái là bả chụp cho hả? Cái là bả chụp à. Bà chụp cái gì ai biết bà. Chào bình mình. Sao nè, bây giờ là góp ý nè. Đó, giờ nói bở làm sao chứ. Ngon đúng không? Ngon, ngon làm sao ăn. Đó. Cô Lâm ngon. Trời ơi. Lúc nào cũng gài cái đó vô. Lúc nào cũng gài cho nó. Ủa rồi, ở quán bở nằm địa chỉ số nhiêu ạ? 258. Giới thiệu cái viên chiên. Đường Nguyễn Tiểu La phải không? Đúng rồi. Cặp Vương Kha. Cặp Vương Kha, lại la. Đó. Cặp. Phạm. Thôi mọi người nhớ nghe, nhớ đi chị của quán gà, phở gà Bảy Đạt là 258A Nguyễn Tiểu La. Thì thật sự thì mọi người ra giờ nào cũng được. Ví dụ như là mọi người ở nhà mà có bận biểu công việc gì đó thì cứ việc lên trên trang fanpage là phở gà Bảy Đạt. Có số điện thoại hotline đó thì mình sẽ đặt phở gà và đặc biệt là phi tiếp trong vòng 2 cây số. Ví dụ như ở đây mà qua Nguyễn Chi Phương kế bên là không có lấy tiền. Còn đi xa hơn thì chắc giá nó cũng dao động từ 20 ngàn tiền ship thôi chứ không có hơn nha mọi người nha. Ví dụ mình nói trong nội ô Sài Gòn đi là 20 ngàn, mấy má ở dưới Hóc Môn được đặt giùm con nha. Sao quá con gửi gáp kia nha mấy má. Sao quá không có lấy 20 được nha. Đó. Cho nên là mình bảo đảm ăn một lần là sẽ ghiền nha mọi người nha. Yên tâm cứ việc ra chứ. Núi Trang Gia Lào đặt rồi. Trời ơi. Núi với Trang Gia Lào là chị Chức sẽ đi ship. Đem ra nước ngoài ship nha. Ủa rồi đặt vé máy bay đi ship. Núi với Trang Gia Lào là chị Chức sẽ ra ngoài ship.